chào anh em và các bạn. Thì hồi trước Tết đó các bạn, hồi cái thời mà chỉ thị 16 đó, thì trong quá trình làm ruộng này nọ các thứ đó, thì cái vấn đề di chuyển từ cái địa phương này sang địa phương khác nó cũng gặp nhiều cái trở ngại khó khăn. Thì mình quyết định là mình mua một cái máy để mình đặt cái giỏ nha các bạn. Thì cái máy này là nó thông số là 4T88. Thì cái máy này mình mua ở tiệm máy có chỗ chú Tư Hòa Hảo nha các bạn. Đây. Và qua nhiều tháng thì mình đã làm xong cái dàn cầu nha các bạn. Dàn cầu này thì mình làm ở trên chỗ cầu Út của Thắng Phạm. Thì cũng là một trong những cái địa chỉ mà làm cái dàn cầu mà nó đẹp nhất và nó chuẩn chính xác nhất. Để mấy tháng nay đóng bụi quá trời các bạn. Thì cái máy này là Yanma. Thì hồi nãy mình mua thêm một cái bình về đề các bạn, bình không xài được, mua cái bình mới về. Cầu cái nóc nha các bạn. TNV88 các bạn. Dòng tua nó là 3.060. Thì mới đầu tư cái bình. Mình để thử với anh em và các bạn xem. Rất là dữ các bạn. Đi đua được chưa? Vỏ là chắc chạy dữ lắm rồi.